Nhìn dòng đời vội vàng qua tay, ai biết mai sau lòng ai đổi thay. Một ngày mình đã từng nguyện thề bên nhau, kết nghĩa anh em giờ mãi mất nhau vì đâu. Hỡi thế nhân ai bên ta chọn tình một đời, dù bão giông anh em keo sơn lòng chẳng đổi rời. Cùng sát vai sống chết bên nhau vượt mọi chờ ngày, giờ nhìn lại còn ai. Nhà Long ấy anh em ạ. Xem Long ốm đau thế nào ấy. Thằng em tôi sốt 40 độ rồi. Anh em mới đại chủ tịch hắn lo. Tôi mới đi viện thì em Long lên thăm tôi. Giờ tôi nó bị sốt, tôi không phải lên thăm em nó anh em ạ. Dạ nó khoảng đây, dừng ngay đến nơi rồi đấy. Đến em nhân viên rồi đấy. Chủ tịch hắn vào, chủ tịch hắn xem như nào tăng lương. Nó sắp cưới. Anh em ơi, chủ tịch hắn bây giờ vào xem như nào tăng lương. Thằng Long mà ốm anh em ạ. Sắp cưới suy nghĩ nhiều là ốm mà. Long mà sắp cưới nhưng mà Long sắp cưới nên lại dính quả ốm anh em ạ. Ok anh em đợi tôi đóng. Thế đi anh ơi, lên nữa đi. Đấm nó khoảng lên nữa. Chủ tịch hán rồi, chủ tịch hán. Ok anh em nhá, thì bây giờ đến nhà Long rồi anh em ạ. Đây, nhà Long. Đấy. Anh em tôi bây giờ vào xem em Long tôi thế nào. Đi anh em ạ. Bà, ơi. Bà, con bài nhá. Cái gì ạ? Long qua đây bà Long đi. Bà dạy bà gái đó đây. Đây lấy chẳng biết thừa. Vâng. Vâng rồi, đây mẹ cá này anh ơi. Thế cô đâu đâu ạ? Bây giờ bây giờ con lên đấy nhá. Cả bố cháu chưa đấy. Cả bố lặng đấy rồi. Bố đang về. Anh phải kéo nhở. Bố về phát uống ngay rồi. Sốt 39. Mới là Long cũng sắp cưới đấy anh em ạ. 39 đấy. Đây anh em xem ảnh cưới này nha. Xem ảnh cưới của Long này. Ô đừng đừng vén này. Ui có kia có nước. Rụng đấy. Ôi giời ơi. Thành Liên, Thành Lôi. Bà này để chủ tịch về chủ tịch tăng lương thôi nha. Đây ảnh cưới đây rồi anh em ơi. Đây anh em ơi. Đây ảnh cưới anh em. Bây giờ hôn nhau đấy. Anh hết anh em mình lại bảo nhà làm quá. Cháu có bảo nó đâu, nó tự đấy. Tao vừa mới đi chưa được một tháng là tao phải quay về đây rồi. Bố ông anh em vẫn còn dài xoay. Tháng kia tao muốn chiều này tao xem tui lúc chưa về đi luôn à? Ngày chưa về đi luôn. Chưa về đi luôn đấy. Vâng đúng không? Kia là làm cùng với thằng năm đi ủa thế chú biết gì sáng lên tin vâng sáng lên tin được làm chắc chưa đi vậy ô thế chú ơi chắc
Phan Thảo à? Có hết rồi. Chả dần đi sao kính. Từ kính đẹp như nay không cả quần áo. Ui dài ôi. Kinh đồng. Đây là sạch quá. Đâu đây đầu bạc được đập rồi, treo rồi đấy. Còn nếu không vứt khắp giường, khắp đây. Đây là cháu để làm bản lịch giá cái gì mà có 5 mục hả? 5 trâu hả? 5 trâu. Nhưng mà làm sao còn bị ốm? Về pháp. Lúc chiều này á? Lúc chiều là sáng nghe anh. Lúc chiều là hư mà đúng không? Sáng bà thấy đấy là ngồi đây. Đấy em ạ, thế là nhà đang bán hàng phải đến đây xem em mong thế nào. Sắp cưới rồi mà ốm này hoạn anh em không được ăn cậu. Nói chú ra bảo nó là tôi thấy không nữa nó ấy rồi thì ốm đau như này thôi nghỉ ở nhà mấy hôm. Không ấy nữa thôi. Nên đấy nữa. Không. Sáng rủ anh đi ăn phở, chiều đã ôm. Em ơi, clip của tôi đến đây kết thúc. Clip này chỉ lên thăm em Long rồi em ạ. Tại vì nửa tháng trước tôi bị sốt ở trên viện 3-4 hôm. Mấy em chăm thì hôm nay lên chăm thì xem mà không chăm. Nửa tháng trước các em ốm, mấy thằng này mang rượu ra công việc ngồi uống rượu. Tao ở bên kia nhưng mà không biết hết. Xem hết. Tôi tưởng nó không biết gì. Ok, chào tất cả mọi người nhá. Và anh em nhá.